tìm ra bệnh thì bác sĩ ở bên Việt Nam mình bảo là bác là bị bolip mũi cả hai bên. Thì con tôi nó mang sang Đài Loan để phẫu thuật. Thì sau khi phẫu thuật thì người tôi cũng rất mệt mỏi. Theo lời khuyên của bác sĩ ở bên Đài Loan là để đi tìm cái đông trùng hạ hạ thảo đại vinh để uống để cho cơ thể nhanh hồi phục sức khỏe, người nó khỏe nhanh khỏe. Thì con tôi đi mua cái thuốc đông trùng hạ thảo đại vinh cho tôi uống. Thì nhưng mà sau đấy là sau lúc mổ thì khoảng 3 4 tiếng là bắt đầu tôi đã uống cái thuốc đấy rồi. Tôi uống là trong cái vòng từ lúc tôi xuống giường mổ đến 20 ngày là mỗi ngày tôi uống 2 lọ. Tôi cảm thấy là sức khỏe của tôi hồi phục rất nhanh. Sau khi tôi uống cái đông trùng hạ thảo đại vinh xong thì tôi thấy người tôi khỏe mạnh. Thì ở nhà thì tôi đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giúp đỡ con cái, trông cháu. Rồi ra ngoài thì bên ngoài tổ dân phố thì cái bà con lối xóm thì tôi đi tập dưỡng sinh,